Xin chào cô giáo và tất cả mọi người, hôm nay em sẽ giới thiệu về phần tác giả tác phẩm của bài ca Ngất Ngửa. Tác giả Nguyễn Công Trứ. Một, con người. Nguyễn Công Trứ tên tự là Tồn Chất, hiệu Ngộ Trai, biệt hiệu là Hy Văn, sinh ngày 1 tháng 11 năm 1778, con quan Đức Ngạn hầu Nguyễn Công Tuấn, quê ở làng Uy Viễn, nay là Xuân Sang, huyện Nguy Xuân, tỉnh Hà Tĩnh. Ông là một nhà chính trị, nhà quân sự và là một nhà thơ thời nhà Nguyễn. Ông làm quan qua các đời vua Gia Long Minh Mạng, Thiệu Trị Tự Đức. Ông nổi bật về việc khai hoang, mộ dân trên một vùng đất lớn ở miền Bắc, lập nhiều chiến công trong việc đánh dẹp các cuộc nổi dậy chống triều đình và trong chiến tranh Việt Xiêm năm 1841-1845. Ngay từ thuở còn hàn vi, ông đã nuôi lý tưởng giúp đời lập công danh sự nghiệp. Đã sinh ra trong trời đất, phải có danh gì với núi sông. 2. Sự nghiệp sáng tác. Nguyễn Công Trứ sáng tác nhiều và sớm, giá trị nổi bật của thơ văn Nguyễn Công Trứ là tiếng nói mạnh mẽ, thiết tha của một đấng nam nhi, ngôn sứ nhân thế giúp đời. Một mặt như đã nói, Nguyễn Công Trứ có một chí khí mạnh mẽ, nên tiếng cười của ông diễn tả trong thơ văn cũng như ngoài đời là tiếng cười ngông nghênh, nhiều lúc có vẻ sảng khoái. Nguyễn Công Trứ sáng tác hầu hết bằng chữ nôm, thể loại ưa thích của ông là hát nói. Hát nói đã khá phổ biến từ các thế kỷ trước. Song, Nguyễn Công Trứ là người đầu tiên có công đem đến cho hát nói một nội dung phù hợp với chức năng và cấu trúc của nó. Thơ văn ông bao hàm nội dung khá phức tạp, kết tinh trạng thái ý thức của một thế hệ nhà nho. Nhưng tổng quát, thơ văn ông tập trung vào ba chủ đề chính, chí nam nhi, cái nghèo và thế thái nhân tình, triết lý hưởng lạc. Theo một số giai thoại, ngay từ khi lọt lòng mẹ, ông đã tỏ ra sự ngông bướng bằng cách không chịu mở mắt hay khóc như những đứa trẻ sơ sinh khác. Dù người nhà đem hết nồi đồng, mâm thau đến khô gõ lên hồi, ông cũng điềm nhiên mặc. Chỉ đến khi đám người lớn đã mỏi rã rời, xuôi tay lắc đầu, thì ông mới cất tiếng khóc đầu tiên, oang oang như tiếng chuông đồng. Nguyễn Công Trứ được mệnh danh là nhân vật kiệt xuất trong lịch sử Việt Nam với những giai thoại ngông thấu trời xanh. Và để hiểu phần nào lối sống ngang tàng, ngạo nghệ ấy, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu bài ca Ngất Ngửa. Tác phẩm. Nhan đề, sự ngông của tác giả được thể hiện ngay ở nhan đề của bài thơ. Bài ca, nghĩa là bài thơ, được viết theo thể loại hát nói, là thể tổng hợp giữa ca nhạc và thơ. Từ ngất ngửa thể hiện một tư thế cao chênh vênh, không vững, nghiêng ngả, một tư thế, thái độ, phong cách sống ngang tàn vượt thế tục con người. Đây cũng là tư thế chung của toàn bài. Hoàn cảnh sáng tác. Bài thơ được nhà thơ sáng tác sau năm 1848, khi nhà thơ đã cáo quan về nghỉ hưu ở quê nhà. Thể loại, nhà thơ sử dụng thể hát nói hay được gọi là ca trù, có tính chất phóng khoáng, tự do, thích hợp với việc thể hiện con người cá nhân. Chủ đề, bài ca Ngất Ngửa là những lời tường thuật của tác giả, thể hiện quan niệm và thái độ sống của mình về chữ danh. Đối với ông, danh chỉ là cái lồng giam hãm con người. Qua thái độ ngất ngửa, tác giả muốn thể hiện một phong cách sống tốt đẹp, một bản lĩnh cá nhân của mình trong khuôn khổ xã hội phong kiến chuyên chế, hết lòng vì vua, vì nước, bất chấp hết những được, mất, những lời khen, chê ở đời. Đồng thời, bài thơ cũng cho người đọc thấy được sự tự ý thức của tác giả về giá trị bản thân mình, tài năng, địa vị, phẩm chất con người, toàn tài với những giá trị mà không phải ai cũng có được. Bố cục. Bài thơ được chia làm 3 phần, 6 câu đầu là hình ảnh Nguyễn Công Trứ khi làm quan, 11 câu tiếp theo là hình ảnh Nguyễn Công Trứ khi về hưu và 2 câu còn lại là quan niệm sống của Nguyễn Công Trứ. Xin cảm ơn cô và các bạn đã lắng nghe.